Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Điện nhất thời trời cao biển rộng, tiểu tử này thật thú vị. Nhưng mà 7 chữ này lại có đạo lý. Ơi, càng lúc càng có hứng thú với ngươi rồi. Ta thích nhất là để món ăn ngon ăn cuối cùng. Lần sau sẽ ghé thăm ngươi. Bye bye, cuối cùng cũng đi rồi. Có lẽ là tác dụng của trận pháp, cô ta tìm không được lối vào. Đau đầu thật chứ. Trước tiên chưa nhắc tới Thoa Y Thánh Giáo, bây giờ còn có một đại ma đầu. Mặt ngoài chỉ là trúc cơ cảnh, cô ta nhất định là còn chưa giấu thực lực đại thừa. Cái này ai mà chịu cho được. Ơi, túi thú năng này có thể trả hàng lại được không? Nhưng hy vọng cô ta có thể quên mình. 7 năm sau, Nguyên Anh cảnh tầng 8. Vẫn là quá chậm, nếu như trước khi Thoa Y Thánh Giáo tập kích, không đột phá được hóa thần cảnh, thì mình sẽ chết chắc. Bạn thân của người, Chu Phàm gặp phải tập kích của Thoa Y Thánh Giáo. Đồ đệ của người, Dương Thiên Đồng gặp phải tập kích của Thoa Y Thánh Giáo. Bạn thân của người, Mạc Trúc gặp phải tập kích của đệ tử Đồng Môn. Bạn thân của người, Lý Khanh Tử gặp phải tập kích của Đồng Môn. Bản thân bị trọng thương. Lý Khanh Tử sao lại gặp phải đồng môn tập kích? Rõ ràng điều tra tu sĩ Nguyên Anh cảnh của Ngọc Thanh Tông không có gian tế. Chờ chút, chẳng lẽ là Quan Cương trả trách? Hàn Tuyệt quả thật đoán không sai. Quan U Cương không dám khiêu chiến Trảm Thần Trưởng Lão, liền mất đi suy nghĩ làm giáo. Nhưng hắn tức không nhịn nổi, thế là tìm Lý Khanh Tử cọ sát, thừa cơ hội phát tiết. Sư phụ bọn họ ngược lại là cũng không xảy ra chuyện gì. Đạo hữu có ở đây không? Ta có thể tìm ngươi một chút hay không? Tuyên Tinh Quân, cô ta lại tới. Trong 7 năm nay, cô ta 2 lần đến đây ghé thăm, nhưng không cưỡng ép đi vào. Có lẽ thật sự là không có ác ý. Nhưng cũng không thể nào không quan tâm đến, sợ rằng cô ta đến đây là để phá mình. Cuối cùng cũng đến rồi. Đừng! Cầu xin ngươi đừng ăn chủ nhân nhà ta. Tại hạ là Hàn Tuyệt, xin hỏi đạo hữu ghé thăm là có chuyện gì hay không? Ta là đệ tử của Ngọc Trúc Phong, Tuyên Tinh Quân. Mấy năm trước ở nội môn đã gặp mặt sư huynh một lần, nên biết cái gọi là thiên nhân. Từ đó trong lòng chôn giấu hình bóng của ngươi. Lần này tùy ý đến đây ghé thăm, sư huynh đừng trách cứ. Sư huynh đẹp trai, quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy, tuyệt thế vô song. Cảm ơn đã quá khen, không có chuyện gì thì ta đi nhé. Đừng vội. Sư muội nguyện dâng lên một món bảo vật, hy vọng sư huynh đừng từ chối. Đây là cái gì? Đây là lệnh thiên tiên phủ. Thiên tiên phủ chính là thánh địa tu hành của tu chân giới. Chỉ có lấy được lệnh thiên tiên phủ này mới có thể đi tu hành. Từ nơi đó đi ra, đệ nhất cũng có thể có thành tựu Nguyên Anh. Tiểu tử, ta không tin ngươi không động lòng. Nếp da tốt này của ngươi, bổn quân lấy chắc rồi. Đa tạ ý tốt của sư muội, chỉ là ta không muốn rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Dự định một đời một kiếp đều ở Ngọc Thanh Tông tu hành. Sư huynh không thích, ở chỗ ta vẫn còn. Đây là địa linh kiếm, có thể tùy tiện chém giết cao thủ kim đan cảnh. Không đủ, ta cho ngươi thêm một bình đan dược đột phá kim đan cảnh. Ta cho ngươi thêm một bản công pháp luyện thể, lại thêm 3 quyển bí tịch pháp thuật. Còn nữa, dừng khoảng chừng 3 giây là được. Thật ra ta đã là tu vi Nguyên Anh cảnh, che giấu tu vi mở khóa. Nguyên Anh cảnh tầng 8, ngươi chính là Trảm Thần Trưởng Lão. Bí mật này đừng phô trương thanh thế ra bên ngoài có được hay không? Tuyên Tinh Quân,
tặng độ thiện cảm đối với người. Độ thiện cảm hiện tại là 4 sao. Ta hiểu mà. Bây giờ nhu cầu của ngươi đơn giản hơn rồi. Đây là nguyên đan nhất phẩm, có thể giúp ngươi nhanh chóng xung kích hóa thần cảnh. Một bình đủ không? Không đủ, ta cho ngươi thêm một bình. Đờ mờ, đúng là giàu thật. Sư muội, ngươi rốt cuộc là có lai lịch gì? Thân phận của ta không quan trọng. Nhưng sư muội muốn cùng sư huynh kết làm đạo nữ, không biết sư huynh có nguyện ý hay không? Đây, ngươi có thể đưa ra nhiều bảo bối như vậy, nhất định là không đơn giản. Có thể giúp chúng ta đối phó với Thoa Y Thánh Giáo hay không? Không được, ta chỉ để ý sư huynh mà thôi. Quả nhiên muốn sai khiến ma quân không dễ dàng như vậy. Nếu ta đồng ý với ngươi, ta sẽ bỏ ra cái giá gì? Đương nhiên là cùng nhau tu luyện, cùng nhau mạnh hơn. Ngươi có muốn hay không? Hệ thống nhắc nhở. Tuyên Tinh Quân, muốn theo ngươi kết làm đạo nữ, ngươi có lựa chọn phía dưới. Một, từ chối. Làm tu sĩ chúng ta sao có thể bị lữ tử uy hiếp, có thể lấy được độ thù hận của ma quân. Một lần truyền thừa thần thông kiếm đạo. Hai, tiếp nhận hai người kết làm đạo nữ, nhiễm nhân quả khí vận, có thể có được độ thiện cảm của ma quân. Một lần truyền thừa thần thông. Hệ thống cố ý đúng không? Chữ lại khác biệt lớn như vậy. Hai người này của Ngọc Thanh Tông thật là cứng đầu. Lâm Lão cũng muốn chạy trốn. Bị bắt về bị đánh cũng thôi đi, mẹ kiếp, thế mà còn không chết tâm. Dứt khoát giết luôn đi. Nếu giết bọn họ, thánh giáo của chúng ta làm sao lấy được lòng người? Thật phiền, đánh cũng đánh mệt rồi. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi uống một ly, gọi người khác ném bọn họ trở về. Ngày sau nếu ta đắc đạo, nhất định là giết cho Xoa Y thánh giáo các người chó gà không yên. Đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Còn chưa ra ngoài thì đã bị bắt lại rồi. Ai biết thiên đài còn có người đang huấn luyện rắn mối khổng lồ cơ chứ? Chô huynh, chúng ta vẫn là đừng dãy dụa nữa. Đại sư phụ của ta tới đi. Sư phụ của ngươi, trưởng não chém thần à, thật là ngại quá. Hắn sẽ không tới đâu. Nói vớ vẩn, sư phụ mạnh như vậy, ở Ngọc Thanh Tông cũng không tìm được đối thủ. Hắn không tới thì ai tới chứ? Thiên tư của sư phụ ngươi quả thật là cao nhất ở trong những người ta gặp. Thực lực mạnh mẽ càng là sự thật, nhưng hắn sợ chết. Đúng thế, sư phụ trâu bò như thế, người chắc chắn là đã tới từ lâu. Nói không chừng ở trong tối quan sát ta, muốn xem thử ta có thể chịu khổ hay không, đạo tâm có đủ vững hay không. Vẫn là không nói thì hơn, để lại chút hy vọng cho đứa trẻ đáng thương này. Chúc mừng ngươi có được thần thông Cân Đẩu Vân. Cân Đẩu Vân, thần thông di chuyển, một ngày đi được 1.800.000 dặm. Từ nay về sau, ngươi chính là đạo lữ của ta, nhớ cố gắng tu luyện. Khi ta có việc cần sẽ tới tìm ngươi. Nguyên Tinh Quân tăng thiện cảm với ngươi, mức độ thiện cảm hiện nay là 4,5 sao. Xin lỗi, thứ nàng ta cho thật sự là quá nhiều, ta sắp không sạch sẽ nữa rồi. Chủ nhân, nàng ta vẫn sẽ ăn người sao? Đừng hòng nói xấu đạo nữ của ta, ngươi. Nguyên Anh Đan nhất phẩm, dược hiệu thật quá bá đạo. Lục đạo linh lực được tẩy nễ tới thông thoáng, ổn định tỷ lệ hấp thụ nhiều năm, đẩy nhanh lần nữa. Chỉ một viên thì bằng cả công sức mấy trăm năm. Ơi, nhưng không thể nào quá ỷ lại vào đan dược. Tu luyện hàng ngày cũng phải tiến hành, tránh linh lực suy yếu. Vậy thì thành tựu hóa thần cảnh có thể chắc chắn đạt được 2 năm sau. May nhờ ma quân ra tay hào phóng, đã lửa bước hóa thần, nguyên anh cảnh cửu tầng đỉnh phong. Hệ thống quy tắc cũ, hoàn thành kiểm tra tự động, người mạnh nhất của Ngọc Thanh Tông, Quan U Cương hóa thần cảnh nhị tầng.
Vậy thì tốt. Xoa Y Thánh Giáo tạm thời không có động tĩnh gì, mình còn có thời gian đột phá hóa thần. Ta tới Vạn Yêu Giới một chuyến, giao việc trong nhà cho người. Hàn trưởng lão, tới vừa đúng lúc. Tin tốt, dáng vẻ này của người nhìn một cái nào biết không phải tin tốt gì. Hoàng Cực Hạo khiêu chiến Xoa Y Thánh Giáo bị ngược tả tơi, chọc giận Chu Tước Kiếm Tông. Bọn họ muốn chuẩn bị liên hợp với chúng ta, cùng nhau tấn công Xoa Y Thánh Giáo, cục diện xoay chuyển rồi. Thật sự yêu chết hắn rồi. Gây chuyện nhiều năm như thế, lần này đã gây đúng rồi. Lão Hoàng này xuất sắc đấy. Vậy nên ta định lần này tới mời. Dự cảm chẳng lành. Ta hiểu ý của người, người muốn dẫn quan trưởng lão đi, lại lo lắng có ảnh hưởng đối với tông môn đúng không? Ta không có ý này. Điều tất cả trưởng lão đi cùng cũng được. Ngọc Thanh Tông, có một mình ta chấn thủ là đủ rồi. Ngươi thật là điếm. Ta sắp đột phá hóa thần, cần thời gian. Được, ngươi yên tâm đột phá. Chuyện thảo phạt Xoa Y Thánh Giáo cứ giao cho chúng ta. Được được. Quá phấn chấn nào ngươi. Ngươi nguyên anh cảnh thì có thể chém hóa thần nếu đột phá hóa thần. À đúng đúng, ngươi mau đi đi. Chúc các ngươi mọi chuyện thuận lợi. Vạn Yêu Giới. Nghe nói đột phá hóa thần động tĩnh rất lớn, dễ gọi kẻ địch tới đánh nén, Vạn Yêu Giới là lựa chọn tốt nhất. Đột phá hóa thần vào ngày hôm nay. Tới đi. Xuất trình lệnh bài. Trưởng giáo Ngọc Thanh Tông Lý Khanh Tử. Tham kiến chấp sự đại nhân. Chuyện nhỏ. Tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ thiếu bố trí truyền tống trận nữa. Mau mau mau. Trưởng lão có lệnh, nhanh chóng tới Sơn Môn. Người của bọn chúng sao đi hết một nửa vậy? Có thể là có chuyện gì đó. Khoan đã, nghĩa nào là sư phụ muốn cứu ta? Có thể xuất động nhiều người như vậy, nhất định là tông môn tập hợp rồi. Cơ hội khó có, hay là chúng ta nhân lúc hỗn loạn trốn thêm lần nữa? Vẫn là bỏ đi, yên tâm đợi họ tới cứu chúng ta đi. Ngươi đừng ngồi yên chờ chết như vậy chứ. Nỡ không phải là người của mình qua đây, há không phải là bỏ lỡ cơ hội này sao? Còn không phải là sợ người, lại nghĩ ra chủ ý ngu ngốc à? Chúng ta chạy bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ lại không khôn ra được hay sao? Tất cả đệ tử của Ngọc Thanh Tông bị nhốt. Bổn tọa tới cứu các ngươi đây. Trưởng giáo đại nhân, chuẩn bị phản kháng cho ta, giết ra ngoài. Cùng bổn tọa diệt sạch Xoa Y Thánh Giáo. Bạn đã thành công đột phá hóa thần cảnh, nhận được truyền thừa thần thông kiếm đạo một lần. Chúc mừng bạn nhận được thần thông, Vạn Kiếm Thần Thông, Vạn Kiếm Thần Tông. Vạn Kiếm Thần Tông dùng kiếm khí của bản thân triệu hồi ra kiếm ảnh. Cố kiếm ở trong chiều dài lịch sử, số lượng triệu hồi tùy thuộc vào phụ thuộc vào linh lực bản thân. Sau khi đột phá hóa thần cảnh đã có thêm 3.000 năm thọ mệnh, có hy vọng trường sinh rồi. Quá sướng, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng quay về rồi, ta còn tưởng ngài bị lữ nhân kia ăn rồi. Con gà nhà ngươi cả ngày cứ nghĩ cái gì vậy hả? Đau chủ nhân, ta không phải là thượng phượng hoàng hay sao? Ngươi bây giờ chỉ là một con gà, tu luyện cho tốt mới có thể biến thành phượng hoàng. Được thôi, tu luyện cho tốt là bao lâu chứ? Bằng hữu của ngươi, Quan U Cương gặp Xoa Y Thánh Giáo tập kích trọng thương. Bằng hữu của ngươi Lý Khánh Tử gặp Xoa Y Thánh Giáo tập kích trọng thương. Bằng hữu của ngươi Chu Phàm đã thoát khỏi Xoa Y Thánh Giáo. Đồ đệ của người Dương Thiên Đồng đã thoát khỏi Xoa Y Thánh Giáo. Các vị cố lên, ta còn phải bảo vệ Ngọc Thanh Tông, đề phòng kẻ địch xa hơn. Nghe nói Trảm Thần Trưởng lão của chúng ta đột phá Vạn Yêu Giới rồi. Đột phá ở Vạn Yêu Giới rồi. Tuyền Tinh Quân, bà cô này vào đây lúc nào vậy? Cô tìm ta có chuyện gì? Chắc không phải là muốn cưỡng bức ta đó chứ?
chỉ với mình hay là tất cả mọi người? Ta tới là vì cô ta là ma quân ở nhân gian phù phiếm bao nhiêu năm, sao có thể nhất kiến trung tình với một người cơ chứ? Khiến mình một phát lên mây luôn, hay là bắt mình bỏ ra hết, nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ rồi. Đến tạm biệt ngươi một chút, ta chuẩn bị đi rồi. Đi, lần sau gặp lại không biết là bao nhiêu năm nữa, cho nên muốn tới thăm ngươi. Trước khi đi cô muốn gì, ta sẽ cố gắng thỏa mãn cô. Có thể không đi hay không, không có cô ta buồn lắm. Trên mặt ngươi lộ rõ mong chờ luôn rồi kìa. Ta sẽ cần tới ngươi, nhưng không phải bây giờ. Đừng mong ta ngày ngày bên cạnh của ngươi, thời cơ vẫn chưa tới đâu. Vậy có đan dược nâng cao tu vi hóa thần cảnh hay không? Đây là hóa thần tăng linh đan. Trên người ta có 4 bình này toàn bộ đều cho ngươi. Sao ta mặt dày được vậy chứ? Rất cảm ơn ngươi. Tiếp theo, rất nhiều năm nữa không gặp bộ mặt. Bộ mặt của cô thực sự là có chút không nỡ. Tuy ngươi đã hóa thần nhưng không phải là vô địch. Ở lại Ngọc Thanh Tông tu luyện thêm đi. Đừng chạy lung tung, tu chân giới rất là nguy hiểm. Bé cưng, ta đi đây. Xem ra cô ta chỉ là đi ngang qua Ngọc Thanh Tông, bây giờ có lẽ là đi đến nơi khác ngộ đạo rồi. Cuối cùng, không cần lo lắng chủ nhân bị cô ta ăn rồi. Xoa y thánh giáo. Chu Tước Kiếm Tông hiện nay muốn sống chết với chúng ta, các vị trưởng lão thế như nào? Theo ta thấy, không bằng trực tiếp giết Hoàng Cực Hạo, chấn nhiếp bọn họ. Không sai, bọn họ quá là hống hách phải áp chế. Chu Tước Kiếm Tông chỉ có 2 hóa thần, Ngọc Thanh Tông cũng chỉ có 2 người, trong đó một người còn không dám tới. Chỉ với thực lực này thì không thể nào công vào phiếm thiên địa nhỏ này của chúng ta được. Đúng thế, ta cũng nghĩ như vậy. Ta cũng thế. Nhưng bọn họ hống hách như vậy, liệu có khi nào có thế lực khác âm thầm ủng hộ hay không? Giáo chủ ngài, ơi, hắn lại tới rồi. Không phải ta nói đâu, mà do ngài thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Ông trời có ở trên cao, phải đợi tới khi nào? Đừng lo nghĩ quá nhiều. Giới tu chân cổ đại yến thật sự không có ai có thể làm được đối thủ của chúng ta. Chúng ta có 10 hóa thần, xem bọn họ lấy cái gì để đánh. Giáo chủ, ngài đừng quá sợ lọ sợ kia nữa. Không phải sợ lọ sợ kia, ta phàm chuyện gì cũng nghĩ hậu quả xấu nhất. Giáo chủ, ngài quá cẩn trọng rồi. Không, là quá nhát gan rồi. Kế hoạch của chúng ta cứ kéo dài mãi rồi, đã không thể nào kéo dài thêm nữa. Nếu ngài không yên tâm, ta có một phương án thử nghiệm. Chúng ta phái mấy vị trưởng lão đi đánh lén đại bản doanh của bọn họ. Chủ lực của bọn họ lúc này đang dây dưa với phe ta, tông môn nhất định là trống rỗng. Đây là cơ hội tốt, trực tiếp trộm nhà là xong chuyện. Vẫn là đại trưởng lão nói ra lời trong lòng của chúng ta, nhỏ tiếng một chút, ngộ nhỡ giáo chủ lại buộc phải đánh sao? Được rồi, vậy lần này ta đích thân ra tay. Hoàng Tôn Thiên, giáo chủ của Xoa Y Thánh Giáo, ta và Thiện Khôi Chân Nhân cùng nhau tới Chu Tước Kiếm Tông và Ngọc Thanh Tông. Như vậy được rồi chứ? Giáo chủ anh mình bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng tuyệt vời. Tốt thì tốt, nhưng dừng chân quá lạc quan. Nhưng đừng quá lạc quan. Mọi người đều biết. Thiên Khôi Chân Nhân, tới lúc đó nhất định là phải cứng rắn. Ta lo lắng giáo chủ lại kéo dài thời gian. Cầu còn không được. Lục đạo luân hồi công đã tu tới tầng thứ 5, đồng thời lĩnh ngộ được thần thông mới của phiên bản tiến giai lục đạo hấp hồn. Có thể hấp thu hồn phách và tồn tại ở sâu trong nguyên thần của mình, vừa có thể bảo vệ hồn phách, cũng có thể giam cầm hồn phách. Hơn nữa, gieo xuống lục đạo ấn ký ở trong hồn phách này, lục đạo ấn ký sẽ tồn tại mãi mãi, bất luận là đối phương chuyển thế bao nhiêu lần,
chỉ cần ấn ký vẫn còn thì có thể vượt qua luân hồi truy tìm đối phương. Lợi ích gia tăng công pháp lục đạo luân hồi không chỉ dừng ở đó, cảnh giới càng cao thì sáu đạo linh lực sẽ càng bá đạo. Nhưng tu vi vẫn không đủ. Cho dù uy hiếp của Xoa Uy Thánh Giáo không lớn, nhưng đừng quên còn có kẻ địch mạnh như là Ngự Yêu Ma Tông Tiêu Ách. Phải biết, tu vi dung hư cảnh của hắn cũng chỉ là trưởng lão ở Ngự Yêu Ma Tông. Nội tình của Ma Tông này phi lý quá rồi. Hàn sư đệ, ơi sư tỷ, có chuyện gì sao? Sư phụ bảo ta mời đệ tới Ngọc U Phong một chuyến, chuyện này rất là quan trọng. Sư phụ mời ta đi ngay. Chẳng trách mời mình tới phải lẻ mặt. Trong đại điện của Ngọc U Phong, đối với thế cục của Xoa Y Thánh Giáo, đạo hữu có ý kiến gì không? Trong tay ta có ít bạo liệt hoàn, bạn bè với nhau bán nửa giá cho ngươi thì như nào? Có tin tức của tiểu đạo nói rằng trưởng lão chạm thần tới Ngọc U Phong, nghe nói trông rất đẹp trai, thật hay giả thế? Vậy mà là người của Ngọc U Phong bọn ta. Yên lặng, ngồi yên hết đi, sư phụ tới rồi. Liễu Tam Tâm sớm đã xuất sư, trở thành đệ tử Hạch Tâm. Mạnh Hà trong bảy sư huynh lúc đầu trở thành đại đệ tử thế hệ mới. Mọi người nhìn chuyện gì vậy? Là Hàn Tuyệt sư đệ, hình như lại đẹp trai hơn rồi. Nhưng hắn sao lại ngồi ở bên cạnh sư phụ? Sao có thể tùy ý như vậy? Sư đệ có thân phận gì vậy mà có thể ngồi ngang hàng với sư phụ? Đợi đã, trong tin tức của tiêu đạo nói, trưởng lão trảm thần có dung mạo cực kỳ tuấn tú và tuyệt thế vô song. Không phải là hắn đấy chứ? Không sai, lúc đầu mình biết sự thật này mình cũng sốc mấy ngày. Mọi người nghe rõ đây, thân phận của Hàn trưởng lão không được truyền ra ngoài. Ai dám nói ra ngoài thì đợi đuổi khỏi sư môn, hiểu rồi chứ? Rõ. Tuân lệnh đại sư huynh. Sư phụ muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn truyền vị cho mình? Phải từ chối thế nào mới ổn đây? Khoảng thời gian gần đây, ta hy vọng tất cả mọi người đừng bế quan tu luyện nữa. Tất cả đi tuần trong ngoài Ngọc Thanh Tông, trưởng giáo đã truyền tin về. Trong thư nói, bọn họ đang tập hợp với Chu Tước Kiếm Tông để công đánh Xoa Y Thánh Giáo. Các đệ tử bị nhốt cũng đã được liên tục được cứu ra. Nhưng trưởng giáo lo lắng Xoa Y Thánh Giáo sẽ đánh nén tông môn của chúng ta. Bởi vì cường giả hóa thần mà bọn họ gặp chỉ có 5 người, 5 người còn lại nhất định là có sắp xếp khác. Trong số đệ tử của 18 núi, duy chỉ có Ngọc U Phong chúng ta bỏ sức ít nhất. Ngoài việc chúng ta ít người, cũng là vì trưởng giáo thiên vị chúng ta, có biết không hả? Chúng ta khổ tu nhiều năm như vậy, tới lúc lên làm sáng kiếm rồi. Rõ, thề chết không chùn bước. Ngoại môn là phòng tuyến đầu tiên, bảo vệ ở đây chắc chắn là cửu tử nhất sinh, có thể có giác ngộ như này. Đã không hổ là người do tông môn bồi dưỡng, tự hỏi lòng mình không bằng bọn họ, Hàn trưởng lão. Phòng ngự cường giả của Xoa Y Thánh Giáo đánh nén, người có lòng tin hay không? Thì ra là kêu ta làm thuốc an thần. Đối phó cường giả, ta vẫn có chút kinh nghiệm. Hàn trưởng lão, ngài khiêm tốn rồi. Cái này là lắm chắc rồi. Tu vi mới tầng mấy rồi? Nhất tầng. Ngươi bế quan nhiều năm như vậy, tu vi sao có thể dậm chân tại chỗ như vậy? Là hóa thần nhất tầng. Lý Khanh Tử không nói với ngươi sao?